Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 4, Ban tổ chức hội thi lãnh đạo quản lý giỏi cấp phòng tỉnh Cao Bằng tiến hành tổng duyệt chương trình thi vòng 2. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức hội thi chủ trì buổi tổng duyệt. Tham dự có lãnh đạo các ban, sở, ngành, thành viên ban tổ chức, ban giám khảo, tổ giúp việc cùng 15 thí sinh dự thi. Tại buổi tổng duyệt, ban tổ chức đã phổ biến quy chế, nội dung hội thi, quán triệt một số nội dung trước khi vòng 2 hội thi chính thức diễn ra. Theo đó, vòng 2 hội thi lãnh đạo quản lý giỏi cấp phòng tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng 4 năm 2024 tại trường chính trị Hoàng Đình Dòng. Ở vòng thi này, thi theo hình thức sân khấu hóa. Thí sinh thuyết trình về chương trình hành động của cá nhân, trả lời câu hỏi phản biện, câu hỏi tình huống của ban giám khảo. Ban tổ chức hội thi cũng tiến hành chạy thử chương trình kịch bản hội thi, chạy thử sân khấu. 15 thí sinh thể hiện sơ bộ các bước cơ phần thi, dẫn chương trình tập luyện theo kịch bản cũng như tiến độ thời gian của hội thi, kiểm tra chất lượng kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, hậu cần và các điều kiện khác phục vụ hội thi. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức hội thi đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan ban ngành tỉnh, các địa phương và sự nỗ lực cố gắng đi sâu tìm tòi nghiên cứu của các thí sinh. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục quan tâm, động viên các thí sinh, đôn đốc cán bộ tham gia cổ vũ. Các thí sinh chấp hành nghiêm nội quy quy chế hội thi, giữ đúng tác phong, kỷ luật phát ngôn. Ban giám khảo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm trong công tác chấm thi. Đối với các nội dung kiến nghị của thí sinh, cần báo cáo kịp thời để xem xét giải quyết. Bộ phận kỹ thuật đảm bảo kết nối, trình chiếu khớp với thực tế trên sân khấu và từng nội dung trình bày, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh hoàn thành xuất sắc các phần thi của vòng 2, góp phần vào thành công chung của hội thi. Chiều ngày 12 tháng 4 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra phiên thứ nhất. Đây là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện trong tỉnh và 132 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 20, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng khóa 12 và dự thảo sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, nhiệm kỳ qua, tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố luôn đoàn kết trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, hoạt động theo quy chế, đảm bảo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, chương trình hành động Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 12, chương trình hành động Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố lần thứ 20 thành chương trình phối hợp thống nhất hành động và triển khai thực hiện hàng năm. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng các hoạt động về cơ sở và khu dân cư. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen năm 2019, 2020, 2021, 2023. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen năm 2019-2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2019-2020-2021-2023. Các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các nội dung, công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền về các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, việc triển khai các phong trào hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chương trình phong trào thi đua ở địa phương, các nội dung phương hướng giải pháp thực hiện các phong trào hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Hải Hòa nhấn mạnh, đối với công tác nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng đề án nhân sự đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn và mang tính đại diện theo đúng các quy định hướng dẫn.
Đồng chí tin tưởng rằng với đề án nhân sự được xây dựng chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất, trình độ năng lực, uy tín, trách nhiệm và số lượng cơ cấu phù hợp. Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, lựa chọn, hiệp thương, cử ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ mới, đảm bảo yêu cầu đặt ra, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Đại hội đã hiệp thương cử 59 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng khóa 21, nhiệm kỳ 2024-2029 và tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng khóa 21, nhiệm kỳ 2024-2029. Chiều ngày 12 tháng 4, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát của Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Quý 1 năm 2024, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, xây dựng chương trình kiểm tra giám sát và triển khai thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, góp phần giữ kỷ cương kỷ luật của Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 19 tổ chức đảng và 27 đảng viên về nội dung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng, đề án trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, chức trách nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, lãnh đạo, tổ chức khắc phục tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác, giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng. Về công tác thi hành kỷ luật đảng, trong quý, các cấp ủy và chi bộ thi hành kỷ luật 32 đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến xung quanh kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp và những khó khăn vướng mắc còn tồn tại thời gian qua. Đồng thời đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Trung Thảo đề nghị các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Chú trọng tích cực tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục chỉ đạo và triển khai hiệu lực, hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát năm 2024. Chủ động nắm tình hình, tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện và kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, nhất là những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, kiên quyết xem xét xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời đầy đủ, chính xác như đơn thư tố cáo, khiếu nại và chủ động giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng, khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra các cấp, ra soát tham mưu sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế, quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng cho phù hợp, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành kiểm tra, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng. Chiều ngày 12 tháng 4, Công an tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động 15 tháng 4 năm 1974, 15 tháng 4 năm 2024. Dự có đồng chí Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, công an các phòng, huyện, thành phố. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát cơ động luôn nêu cao ý chí kiên cường, mưu trí, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, đi đầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đến nay, lực lượng cảnh sát cơ động không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội của địa phương. Huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ áp tải, bảo vệ hàng trăm chuyến hàng đặc biệt, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định vị trí quan trọng là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chủ động xây dựng các phương án chiến đấu, tổ chức luyện tập, diễn tập, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng tác chiến trong mọi tình huống, đảm bảo các loại vũ khí, trang bị, phương tiện, sẵn sàng ra quân nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng cảnh sát cơ động đã được Đảng, Nhà nước, ngành công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cảnh sát cơ động. Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục đổi mới, toàn diện các mặt công tác, chủ động các phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, làm tốt công tác huấn luyện, phương án tác chiến, phương án tuần tra, bảo vệ mục tiêu, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó, gần gũi với nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. Nhân dịp này, một tập thể và 10 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động. Sáng ngày 12 tháng 4, đồng chí Bế Minh Đức, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dự hội nghị có đồng chí Hà Nhật Lệ, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành trong tỉnh. Dự thảo luật đường bộ gồm 92 điều quy định về hoạt động đường bộ, bao gồm các quy định về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ. Dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có 81 điều quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, bao gồm quy tắc giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, chỉ huy điều khiển giao thông đường bộ, tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông đường bộ, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tham gia góp ý hai dự thảo luật trên, các đại biểu đề nghị bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, điều khiển xe vận tải dừng trả, đỗ khách không đúng nơi quy định trên đường cao tốc, phương tiện ưu tiên sử dụng còi, đèn ưu tiên không vì mục đích ưu tiên, bổ sung xem xét quy định về kỹ năng điều khiển xe đạp điện, nghiên cứu xác định chuẩn xác mốc thời gian nghỉ giữa hai khung giờ lái xe, bổ sung thêm đường tuần tra biên giới, đường ven biển trong danh sách kết cấu đường bộ, cùng một số nội dung khác. Đối với nội dung dự thảo quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi tham gia giao thông, ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều của các đại biểu khi tham gia góp ý thảo luận. Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các dự thảo luật, đặc biệt có nhiều ý kiến tham gia sâu sắc, mang tính phát hiện. Đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý, trình Quốc hội xem xét, hoàn chỉnh để các dự thảo luật sớm được thông qua vào kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sắp tới. Chiều ngày 12 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp về theo dõi xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng, quy chế phối hợp giữa hai đơn vị về công tác đảm bảo an toàn, an ninh, lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2022-2023. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Giai đoạn 2022-2023, hệ thống theo dõi giám sát thông tin xấu độc trên không gian mạng đã được thống kê thông tin nóng, thông tin mới về tỉnh Cao Bằng. Theo đó, mỗi tháng trung bình theo dõi thống kê trên 3.600 tin bài được đăng tải trên báo điện tử, website, blog và trang mạng xã hội. Đã kiểm tra, ra quét thông tin trên không gian mạng, theo dõi xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng, tăng cường quản lý, kiểm soát thông tin trên báo chí, trên môi trường mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức cá nhân đăng tải hoặc có dấu hiệu tuyên truyền xuyên tạc kích động, gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong 2 năm, Thanh tra Sở ban hành 76 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, vi phạm về đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội Facebook với tổng số tiền xử phạt là 455,5 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đảm bảo an toàn không gian mạng là hết sức cần thiết. Do đó, thời gian tới, đề nghị tổ công tác cũng như các cơ quan đơn vị cần thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp kịp thời cho các cơ quan báo chí các thông tin chính thống, từ đó định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các điểm nóng, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, thường xuyên theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng, thẩm định thông tin vi phạm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Phối hợp với Công an tỉnh, ra soát lại nội dung quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong phòng chống các hành vi vi phạm trên không gian mạng.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền, phủ xanh các thông tin tích cực. Nhân dịp này, 5 tập thể, 5 cá nhân đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc theo dõi xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng giai đoạn 2022-2023. Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng năm 2023. Tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vừa tiến hành hội nghị trực tuyến giao ban công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2024. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Trong năm 2023, giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài giải ngân cho Việt Nam đạt hơn 228,7 triệu đô la Mỹ, tăng 4,9 triệu đô la Mỹ so với năm 2022. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp tốt với các cơ quan đối tác của Việt Nam trong quá trình triển khai, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng. Đối với tỉnh Cao Bằng, tính đến nay có 31 dự án, phi dự án do 21 cơ quan, tổ chức phi chính phủ, cá nhân nước ngoài tài trợ, triển khai thực hiện với tổng ngân sách cam kết trên 2,1 triệu USD. Các dự án triển khai tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, phát triển nông thôn, giải quyết các vấn đề xã hội và viện trợ khẩn cấp. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phi chính phủ nước ngoài. Đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ liên quan đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đa dạng hóa nguồn viện trợ, mở rộng đối tượng và phương thức vận động nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ở địa phương với trung ương trong quản lý giám sát hoạt động và viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đảm bảo các yêu cầu về an ninh chính trị và đối ngoại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, tỉnh Cao Bằng đã tham gia hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024. Với chủ đề Du lịch Việt Nam, chuyển đổi xanh để phát triển bền vững, hội chợ thu hút sự tham gia của 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 16 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia với trên 450 gian hàng của hơn 700 đơn vị, trong đó có 25% gian hàng quốc tế. Tham gia hội chợ du lịch quốc tế VITM 2024, gian hàng quảng bá du lịch của tỉnh Cao Bằng có chủ đề Non nước Cao Bằng, top 10 điểm đến du lịch thân thiện nhất Việt Nam năm 2024. Các ấn phẩm được trưng bày tại gian hàng gồm sách ảnh Non nước Cao Bằng xứ sở thần tiên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Cao Bằng, Cẩm nang du lịch, Bản đồ du lịch, ấn phẩm về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và ấn phẩm về các khu điểm tour tuyến du lịch của tỉnh. Giới thiệu công viên địa chất Non nước Cao Bằng, khám phá mắt thần núi, thác Bản Dốc, chợ Viên, các điểm du lịch cộng đồng Cao Bằng. Giới thiệu các sản phẩm ô cốp, nông sản đặc trưng của tỉnh như bánh chè lam, miến song phê đén, bánh khảo, các loại trà của công ty trách nhiệm hữu hạn Colia, trà sòm đen, thạch đen, kẹo lạc, lạp sườn lụa đen. Trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công đặc trưng của đồng bào các dân tộc Cao Bằng, thổ cẩm, đan lát, thêu thùa, quảng bá về văn hóa, trang phục. Đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, nhân dân, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế. Đây là hội chợ quốc tế hàng đầu của Việt Nam, có tầm cỡ trong khu vực, được Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam tổ chức thường niên vào tháng 4, được bảo trợ bởi Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh non nước Cao Bằng, điểm đến hấp dẫn, thân thiện và mến khách đến đông đảo nhân dân, du khách thủ đô trong nước và quốc tế, khẳng định dấu ấn thành công của giai đoạn phục hồi và phát triển du lịch Cao Bằng. Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện Thạch An tiếp tục tổ chức hội nghị tuyên truyền bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng tại thôn Nà Tán, xã Vân Trình. Tuyến cao tốc đi qua xã Vân Trình có chiều dài tuyến khoảng 2,98 km với diện tích thu hồi đất thực hiện dự án khoảng 12,89 ha qua địa bàn xóm Na Tán, xã Vân Trình với 32 hộ dân bị ảnh hưởng. Đã thực hiện đo đạc kiểm đếm xong đất đai, tài sản hoa màu, vật kiến trúc của 32 trên 32 hộ gia đình cá nhân,
trong đó có 9 hộ dân có nhà thuộc diện phải di rời. Chi phí bồi thường mặt bằng dự kiến khoảng 13,1 tỷ đồng. Hầu hết nhân dân đều đồng thuận cao. Một số ý kiến liên quan đến chính sách hỗ trợ tái định cư được người dân nêu rõ với Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện. Bổ sung kiểm đếm đối với một số công trình phụ cho các hộ gia đình. Sớm chỉnh sửa lại giấy tờ đất cho người dân. Trả lời các ý kiến vướng mắc của hộ dân, Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện hứa sẽ sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đến nay, huyện Thạch An đã có 13 trên 16 xóm đồng thuận nhất trí bàn giao mặt bằng trước cho nhà thầu thi công thực hiện dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh với tổng chiều dài tuyến khoảng 22,623 km. Tại Quảng Hòa, Trường Chính trị Hoàng Đình Dông phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề Thực trạng năng lực lãnh đạo của cấp ủy quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng hiện nay. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe tham luận về giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng từ thực tiễn huyện Quảng Hòa, giải pháp nâng cao năng lực quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng hiện nay, nâng cao chất lượng đại biểu và hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã trong xây dựng nông thôn mới, đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới hiện nay. Các đại biểu chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp phù hợp trong xây dựng nông thôn mới, xác định những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó để làm cơ sở xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo cấp xã trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đề cao cách làm hay phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương. Ngày 12 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trùng Khánh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 17 mở rộng, đánh giá nhiệm vụ công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Quý 1, huyện ủy Trùng Khánh tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, ban ngành đoàn thể thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, đa số các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến nay toàn huyện trồng được hơn 1.700 ha thuốc lá, đạt 175% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 13 tỷ đồng, bằng 25% dự toán tỉnh giao, chi ngân sách 214 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 51 triệu đô la Mỹ. Công tác kiểm tra dịch bệnh, phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm kiểm soát tốt, không có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc gia cầm. Quốc phòng được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị ổn định. Hội nghị thống nhất nhiệm vụ quý 2, điều chỉnh bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, triển khai các biện pháp giải phóng mặt bằng công trình dự án, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tăng cường thu ngân sách, hoàn thành xây dựng một số công trình xây dựng cơ bản. Chỉ đạo quyết liệt lĩnh vực quản lý tài nguyên, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa An kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2024 tại xã Đức Long. Trong 3 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị của xã Đức Long tiếp tục ổn định và phát triển. Diện tích trồng thuốc lá đạt 105,65%. Thực hiện đúng đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công, đảm bảo công tác chăm lo Tết các đối tượng với tổng số tiền là 254,2 triệu đồng. Đã hoàn thành làm mới sửa chữa 24 căn nhà thuộc đề án xóa nhà tạm nhà rột nát với tổng kinh phí 1,158 tỷ đồng, được hỗ trợ từ các nguồn lực của huyện, tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng đảng luôn được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của một số tổ chức cơ sở đảng, giới thiệu 5 đồng chí cho đảng xem xét kết nạp. Giao nhiệm vụ cho xã Đức Long, Bí thư Huyện ủy Hòa An đề nghị xã đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo bước đột phá, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp gắn với phát triển văn hóa du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, sản xuất giỏi trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện Hà Quảng đã có 15 trên 21 xã thị trấn tổ chức xong Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó đã chọn thị trấn Xuân Hòa làm đại hội điểm cấp cơ sở, đã bầu ra 15 chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là đảng ủy viên Ban Thường vụ. Số chủ tịch tái đắc cử là 16, có 48 người tham gia trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, trong đó đã bầu ra 16 đồng chí ủy viên thường trực, 16 phó chủ tịch,
có 207 ủy viên ủy ban tham gia khóa mới, có 279 ủy viên ủy ban tái cử, có 489 ủy viên ủy ban là người dân tộc thiểu số, 202 ủy viên ủy ban là nữ, 57 người ngoài đảng, có 504 ủy viên ủy ban của các đơn vị đã tổ chức xong đại hội. Việc tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở đã đánh giá đúng, khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nguyên Bình vừa tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Trong quý 1, tổng nguồn vốn trên địa bàn huyện đạt 387 tỷ 646 triệu đồng, tăng 20 tỷ 356 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã cho 519 lượt hộ vay vốn với số tiền 40 tỷ 358 triệu đồng, trong đó cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 7 tỷ 593 triệu đồng, cho vay tạo việc làm 29 tỷ 015 triệu đồng, cho vay hỗ trợ xây dựng 22 công trình nước sạch, công trình vệ sinh số tiền 220 triệu đồng, cho vay hộ đồng bào dân tộc và miền núi để xây dựng và sửa chữa nhà ở, xóa nhà rột nát 21 hộ, số tiền 840 triệu đồng, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 2 tỷ 145 triệu đồng. Nhiệm vụ quý 2, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về tín dụng chính sách xã hội, kiểm tra giám sát đối với các đơn vị nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, bình xét đối tượng vay vốn công khai minh bạch. Liên đoàn Lao động huyện Nguyên Bình vừa giao ban công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Trong quý 1, Liên đoàn Lao động huyện Nguyên Bình thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, huy động các doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn cơ sở ủng hộ 168 chiếc bánh chưng và hơn 300 các mặt hàng gia dụng, đồ dùng gia đình đưa vào gian hàng không đồng, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 45 triệu đồng. Tổ chức gặp mặt và tặng quà Tết cho hơn 1.000 đoàn viên công đoàn với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Vận động 1.000 đoàn viên tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu nghị quyết Trung ương 8 khóa 13, cấp phát 60 quyển sổ tay công tác nữ công đoàn, 60 cuốn tài liệu tuyên truyền cho công đoàn cơ sở, vận động 68 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện, đạt 136% kế hoạch. Nhân dịp này, một tập thể, 6 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh có thành tích xuất sắc trong năm 2023, 3 cá nhân có thành tích trong phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2023. Đến hết tháng 3 năm 2024, toàn tỉnh có 171 đơn vị doanh nghiệp sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền 11,6 tỷ đồng, tăng 80 đơn vị và 1,2 tỷ đồng so với tháng 2. Trong đó, 23 đơn vị không có khả năng thu 7,7 tỷ đồng, gồm chi nhánh Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam tại Cao Bằng 6,3 tỷ đồng, Công ty Than cốc và Khoáng sản Việt Trung 422,7 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Tiến Hưng 172,3 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trần Hùng Cao Bằng 170,4 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Miền núi chi nhánh Cao Bằng 136,7 triệu đồng. 148 đơn vị sử dụng lao động nợ tiền từ 3 tháng trở lên với số tiền 3,9 tỷ đồng. Trong đó, thành phố Cao Bằng 108 đơn vị, huyện Bảo Lâm 6 đơn vị, Bảo Lạc 2 đơn vị, Trung Khánh 1 đơn vị, Hạ Lăng 8 đơn vị, Quảng Hòa 4 đơn vị, Hòa An 9 đơn vị, Nguyên Bình 8 đơn vị, Thạch An 2 đơn vị. Thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường đôn đốc công tác thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Số thu lũy kế tính đến hết tháng 3 năm 2024 đạt 348,8 tỷ đồng, với 533.611 người tham gia. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối thoại bằng các hình thức linh hoạt phù hợp để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với chủ sử dụng lao động và người lao động. Phối hợp chặt chẽ kịp thời với cơ quan chức năng trong việc điều tra xử lý đối với doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Quý 1, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Hạ Lang đã tuần tra và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 324 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Theo đó, công an huyện Hạ Lang đã tổ chức tuần tra kiểm soát hơn 100 đợt, lập biên bản xử phạt 370 triệu đồng,
chủ yếu rơi vào các lỗi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô, người từ đủ 14 tuổi tới dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, tự ý thay đổi kết cấu xe. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ với nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu, gần gũi, phù hợp với nhận thức của người dân. Tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông địa bàn trọng điểm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.